Vâng, để thế giới tốt hơn, vui hơn, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay Lâm xin chia sẻ về chủ đề tuổi dậy thì. Vâng, tuổi dậy thì là một giai đoạn vô cùng khó khăn, không chỉ đối với các bé mà đối với tất cả những bậc phụ huynh, làm cha, làm mẹ. Cái độ tuổi mà trung bình từ bé gái bắt đầu từ 11 tuổi và bé trai có thể bắt đầu từ 12 tuổi. Và cũng tùy vào từng bé mà có thể phát triển sự thay đổi trong cái tuổi dậy thì của các em từ 8 đến 14 tuổi. Thì sau đây là 8 lời khuyên dành cho các em và 7 lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ. 7 lời khuyên đầu tiên tâm tình dành cho lời tâm tình, lời nhắn nhủ của Long dành cho các bậc cha mẹ trước. Thì làm cha làm mẹ thì đầu tiên chúng ta hãy quan tâm đến con cái của mình nhiều hơn. Và đặc biệt là trong lứa tuổi từ 8 tới 14 tuổi là cái lứa tuổi dậy thì của các bé, thì chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến các bé. Thứ hai là chúng ta không nên tăng bốc các bé quá trớn để gây ra những tâm lý tiêu cực, suy nghĩ lệch lạc của các bé. Thứ ba là không chúng ta nên tham gia tích cực vào hoạt động sống của con, các hoạt động ngoài trời. Chúng ta cùng tham gia hoạt động với các bé để cho các bé tự tin hơn. Thứ tư là chúng ta nên thay đổi biện pháp dạy con, bởi vì tới cái lứa tuổi này rồi đó thì nó sẽ có những cái phát sinh tâm lý khác nhau, có những cái đòi hỏi cái hiểu biết, các lý luận, các cái suy nghĩ, những lập luận, các lời nói của các bé sẽ khác. Cho nên chúng ta cần có cái phương pháp, cái cách xử lý, cái cư xử, cái biện pháp dạy con đúng đắn hơn, tốt hơn. Theo là chúng ta duy trì khuôn phép, đưa ra những cái nguyên tắc phù hợp với các bé. Chúng ta không nên quá khắt khe với các bé. Chúng ta có thể nới lỏng một chút, nhưng chúng ta cũng không nên chúng ta cần phải linh hoạt trong vấn đề đưa ra những khuôn phép. Cái tiếp theo đó là xây dựng tính độc lập cho con, giúp con tự tin chống lại những cám dỗ. Cái tuổi này thì là cái tuổi bắt đầu cho cái tuổi trưởng thành, thì chúng ta cần tập cho cái tính độc lập cho bé, và các cái vấn đề gì vệ sinh, cái vấn đề cá nhân của bé, để cho bé có được một cái sự rèn luyện tốt để có thể giúp bé tự tin hơn trong cuộc sống, không phải lo ngại về cái vấn đề tuổi dậy thì của mình, và giúp cho bé vượt qua những cám dỗ trong cuộc sống của bé. Tiếp theo là chúng ta hãy giải thích cho bé biết mỗi khi chúng ta đưa ra những nguyên tắc, đưa ra những cái áp đặt đối với bé. Nếu như chúng ta thích mà chúng ta đưa ra những cái nguyên tắc, cái cách mà chúng ta muốn cho bé thực hiện theo, nhưng mà chúng ta không có cách giải thích cho bé phù hợp, thì sẽ gây ra tâm lý rằng áp đặt, và điều đó là không tốt cho bé. Đó là 7 cái lời tâm sự của Long dành cho các bậc phụ huynh. Và sau đây là 8 cái lời chia sẻ tâm tình của Long dành cho các bé trong độ tuổi từ 8 đến 14 tuổi, tuổi dậy thì. Đầu tiên là các bé biết rằng độ tuổi từ 8 đến 14 tuổi là tuổi dậy thì. Thì anh khuyên các bé, các con là phải tìm hiểu những sự việc có thể xảy ra đối với lứa tuổi của mình, bé gái, bé trai, tự tìm hiểu về cái tuổi của mình sắp sẽ xảy ra, có thể hỏi cha mẹ, hỏi những người lớn để chúng ta có thể biết được rằng tới cái tuổi đó thì nó sẽ có những cái biểu hiện gì, nó sẽ phát triển những cái bộ phận nào và có những cái biểu hiện khác thường gì trong cơ thể mình và cũng như tâm sinh lý của các em, để các em có thể tự tin sẵn sàng để bước vào tuổi dậy thì, cũng như các bậc thầy cô giáo trong trường học thì cũng nên chia sẻ về vấn đề này. Tiếp theo về cái hai là chúng ta trong cái tuổi này thì các em cũng nên có những biểu hiện khác lạ trong người, những cái vấn đề tâm sinh lý thì các em nên tâm sự với cha mẹ của mình. Và cái việc tuổi dậy thì và tình dục là điều tự nhiên bình thường, và nó không các em không cần phải lo lắng quá. Điều tiếp theo là nếu như các em thấy có những biểu hiện khác lạ trong người mình, khi hỏi cho mẹ và người thân, nếu như chúng ta không xử lý được thì chúng ta nên đi khám sức khỏe. Các em có thể xin phép cho mẹ được đi khám, hoặc những người bậc phụ huynh nên đưa con mình tới bác sĩ để khám, để biết tình hình hiện tại của trẻ trong cái lứa tuổi hiện tại là tuổi dậy thì. Tiếp theo là về vấn đề về tình dục, về mang thai, tránh thai và về giới tính, thì các bé nên tìm hiểu, hoặc hỏi ý kiến những người mà các bé tin cậy. Thì vấn đề này thì Long nghĩ rằng các bậc phụ huynh cũng nên
cởi mở hơn với con mình, để cho con mình hiểu, để họ tránh xảy ra những điều đáng tiếc sau khi mà các bé không phải gặp những cái sự cố mà không đáng xảy ra. Trong cái tuổi dậy thì này thì các bé cũng cần phải ăn uống lành mạnh, cũng phải tập thể dục thể thao thường xuyên để giữ một cái thể chất tốt, sức khỏe tốt. Và tiếp theo đó là các bé nên hạn chế sử dụng điện thoại, laptop, TV để tránh gây ra những căng thẳng, những rối loạn tinh thần không đáng có trong cái độ tuổi này. Và cái lời khuyên cuối cùng đó là lời khuyên thứ 8, đó là không nên thử quan hệ tình dục khi chưa đủ 18 tuổi. Tại sao anh lại khuyên các em, các bé, các con như vậy? Bởi vì các em 18 tuổi thì các bộ phận trong cơ thể của mình nó chưa phát triển hoàn chỉnh. Vì vậy cho nên pháp luật mới quy định rằng là nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi mới đủ độ tuổi kết hôn. Có thể anh hơi lạc hậu, nhưng hậu quả của việc mang thai ngoài ý muốn khi con đang đi học thật sự ảnh hưởng đến tâm lý của các con rất là nhiều. Và cái việc như vậy sẽ không tốt cho các con. Rồi, và cái vấn đề nếu như chúng ta chờ tới tuổi 18 thì chúng ta mới quan hệ tình dục thì đó là một cái điều rất là tốt, rất là đẹp nữa. Bởi vì tuổi 18 là độ tuổi trưởng thành với ở Việt Nam của chúng ta nha. Rồi, cảm ơn các con đã lắng nghe, cảm ơn các bậc phụ huynh đã chú ý theo dõi cái video này của Long. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.